nhân đã luôn nâng đỡ và ủng hộ cả đoàn chúng con. Xin kính chúc quý cha, quý sư, thầy phó tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng Thiên Chúa. Xin cho mọi người luôn tìm được sự ấm áp từ một người yêu thương của mình và từ tình yêu gia đình. Và cũng xin kính chúc mọi người một năm mới an.